Đâu? Cái lồng gì? Đúng rồi, con cá này. Nhiều thế. Cái lồng gì? Con cá to kìa. Đi qua. Bonbon TV. Hoàng Hê. Con. Cho ta xin miếng. Không cho. Ủa mày đẹp thế. Chắc là ngon lắm đấy nhở. Cho xin miếng. Má. Ta xem nào. Ta xem tí thôi. Xin miếng thôi mà. Ta xem một lát thôi. Mở ra. Mở hẳn ra. Không thì thôi. Cho thì ta ăn của ta. Ơ, cái gì đấy? Ta xin miếng. Không. Ngon thế. Ta xin miếng. Không. Xem thôi. Lấy ra một miếng xem thôi. Nè. Thôi. Không. Đổi sao? Đổi không? Chỉ đổi thôi chứ không xin. Thôi, thì thôi, không cho. Không. Đổi đi. Hả? Lên con cá. Đâu? Cái lồng gì? Đúng rồi, con cá này. Nhiều thế. Cái lồng gì? Hay chưa? Ốc nè. Cả ốc nè. Ừ, đúng rồi, con ốc này. Không biết con ốc này còn sống không á. Ôi cá kìa, nó thích bim bim của tao hơn đấy, thấy chưa? Đó, nhiều thế. Đổi nào. Đổi đi. Đây. Con cá to kìa. Thích quá. Thế nhỉ?
ngon thật đấy. Ngon quá. Ngon nhập. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.